Chưa có đẩy để xích beo đã. Xích beo cho em đã. Ủa, quên, chưa phải bỏ vào tay chứ em. Em mới thêm bỏ tay chờ chút. Brandon chờ chút đừng có đẩy. Oh, sorry em. Okay, sorry. Okay. Thôi Ben đẩy em hả? Ok, cô đẩy nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi, let's go. Đẩy đi, đẩy Evelyn đi. Đẩy em. Ben đứng ở đây đi.